Xin chào các bạn đã quay lại cái buổi học thứ hai của học làm web. Thì buổi học hôm trước là chúng ta học về cái ấp sụt và giao diện website, cấu hình website. Thì hôm nay đây là cái màn hình quản trị website. Thì chúng ta lưu ý thì đối với WordPress thì nó sẽ luôn luôn cập nhật một cái bản cập nhật mới. Ở đây nó sẽ có bản cập nhật 4.4, các bạn có thể cập nhật vào. Nhưng mà tôi nhắc nhở các bạn lưu ý một điều này: khi các bạn làm web, các bạn hạn chế cập nhật thường xuyên quá. Vì sao? Vì khi các bạn cập nhật thì cái phiên bản web của các bạn á, phải được cập nhật theo. Tôi ví dụ, bây giờ chúng ta sẽ vào đây là cái đường link chúng ta có thể mua cái giao diện web vào. Ví dụ như cái giao diện của chúng ta đang sử dụng là cái giao diện chữ portal này. Đây là giao diện chúng ta đang sử dụng. Thì nó, chúng ta kéo xuống dưới, nó có luôn luôn có những cái phiên bản mới cập nhật liên tục. Phiên bản mới được cập nhật liên tục. Nếu như chúng ta cập nhật mà chúng ta không có cập nhật được cái phiên bản web này á, thì mà chúng ta cập nhật cái phiên bản WordPress lên á, thì chắc chắn là nó sẽ bị lỗi một số phần nào đó. Cho nên khuyên các bạn, khi mà web các bạn chạy ổn định rồi, các bạn không cần phải cập nhật. Nếu cập nhật thì các bạn backup dữ liệu này qua một cái nơi khác, các bạn xử lý xong các bạn backup trở lại. Rồi thì khi có những lần cập nhật nào nó sẽ thông báo cho các bạn. Đây là bài viết là những cái bài nói về tin tức xu hướng. Ví dụ như trên đây chúng ta thấy những cái bài xu hướng, tin tức hay là xu hướng như nè, người ta sẽ viết ở cái bài viết này. Và đây nó có sẽ có cái chuyên mục ở danh mục bài viết có nằm ở trên danh mục nào. Tôi ví dụ một cái luôn cho các bạn thấy. Ví dụ đây là để là xu hướng đi. Xu hướng thời trang ha. Rồi ta sẽ bấm thêm chuyên mục. Đây nó có xu hướng thời trang. Bây giờ tôi sẽ viết một bài mới. Rồi đây là phần nội dung, các bạn phải viết bất kỳ dưới đây cái gì đó, các bạn tùy các bạn. Rồi thì tôi sẽ lên mạng tôi tìm một cái bài nào đó luôn. Rồi tiếp theo là chúng ta check vào cái chuyên mục, chúng ta nhìn bên tay phải nó có cái chuyên mục cho chúng ta bấm vào. Và đây là nó có cái hình tiêu biểu, chúng ta có thể chọn cái hình đại diện cho nó, chọn bất kỳ cái hình đại diện nào đó chúng ta chọn nha. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn thử một cái hình nào đó, tôi ví dụ thôi nha. Rồi lưu ý sau đó chúng ta chọn ảnh đại diện, rồi chúng ta sẽ đăng bài viết lên là xong. Đối với bài tin tức thì chúng ta đăng ở đây là phù hợp. Rồi tiếp theo là cái phương tiện là gì, là tất cả những hình ảnh hay đoạn nhạc hay gì chúng ta up lên nó sẽ chạy vào đây hết. Chúng ta có thể thêm tập tin mới bằng cách thêm tập tin. Rồi trang là gì, trang giống như cái dạng bài viết chúng ta, nhưng mà trang thì chúng ta có thể thiết kế làm trang chủ hay là một cái trang nào đó chúng ta có thể thiết kế. Chút nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thiết kế từ trang này ha. Đây là thông tin phản hồi, là thông tin của khách hàng phản hồi lại. Và đây là giao diện thì ở đây chúng ta bấm vào chữ giao diện, chúng ta thấy nè, có rất là nhiều giao diện. Ở đây có ba cái giao diện miễn phí mặc định của WordPress cho chúng ta, và đây là giao diện bột tòa lúc nãy chúng ta up lên. Chút xíu nữa chúng ta sẽ kích hoạt cái giao diện này lên. Hiện nay là chúng ta up nhưng chúng ta chưa kích hoạt. Tiếp theo là cái widget là gì. Cái widget là cái cục nằm bên tay cái trái hoặc tay phải chúng ta. Cái website chúng ta thường nó có bên trái hay bên phải nè, giống như cái này nó có cục bên phải này các bạn. Thì widget thì chúng ta, đó là cái phần mà widget đó, nó nằm bên trái và bên phải. Tiếp tục nữa là menu thì chúng ta có thể xây dựng menu của chúng ta. Ví dụ chúng tôi đặt ở đây là menu chính là cái menu ngang này nè các bạn. Các bạn có thể đặt bất kỳ tên gì đó để các bạn dễ hiểu. Chúng ta tạo cái trình đơn rồi chúng ta để đây nha, chút xíu nữa chúng ta sẽ quay lại để làm menu này như thế nào. Rồi tiếp theo là phần header. Phần header là những gì phần bên trên website. Rồi gối mở rộng là cái gì, là những cái login của cái WordPress. Những cái login là những cái tính năng của WordPress. Ví dụ bạn muốn thêm tính năng gì đó các bạn có thể tìm ở đây. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ muốn thêm tính năng sale đi, tôi bấm chữ sale vào.
Để tôi tìm. Đây các bạn thấy không? Chúng ta sau đó chúng ta cài đặt. Thì đối với WordPress là chúng ta rất là hay, cái là chúng ta muốn thêm tính năng gì chúng ta có thể vào tìm kiếm để chúng ta những tính năng miễn phí được quốc tế họ làm, chúng ta có thể cài đặt vào web chúng ta. Đang cho nó đang trong quá trình cài đặt, chúng ta chờ một chút rồi sau khi cài đặt xong hỏi chúng ta có kích hoạt hay không. Nếu bấm kích hoạt, chúng ta bấm kích hoạt lên rồi. Đây các bạn, sau khi kích hoạt xong nó đã có thông tin rồi. Rồi tiếp tục là thành viên, chúng ta có thể cấp thêm thành viên mới tùy chúng ta và cái công cụ xuất dữ liệu ra, nhập dữ liệu vào. Tiếp theo là những thông tin cài đặt, ví dụ như thông tin cài đặt tổng quan chúng ta, website chúng ta lúc nãy nè, tiêu đề trang là chúng ta cài đặt nè, đây là đường link website chúng ta, đây là địa chỉ email. Rồi tiếp theo phần viết, viết này là viết chúng ta sẽ viết nằm ở đâu như thế nào. Phần đọc, đọc ví dụ lúc nãy đây các bạn nhớ phần trang lúc nãy không, đây cái phần trang lúc nãy, bây giờ chúng ta có thể chọn một trang tỉnh là sao, trước khi chúng ta thiết kế một trang chủ chúng ta như thế nào, chúng ta có thể chọn một trang tỉnh như đó thì nó sẽ ra đúng theo yêu cầu của chúng ta, sau đó chúng ta sẽ lưu lại thay đổi lại. Rồi bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ kích hoạt cái giao diện lên để chúng ta thiết kế web. Rồi chúng ta trở lại phần giao diện ha, chúng ta sẽ bấm kích hoạt nó lên. Rồi khi kích hoạt nó sẽ hỏi chúng ta là bạn có những cái login, cái đêm này sẽ yêu cầu là những cái login đi theo nó là những cái login nào. Đây nó sẽ yêu cầu chúng ta, và bây giờ chúng ta sẽ bấm begin intron login. Rồi chúng ta sẽ cài đặt tất cả vào cái web chúng ta. Chúng ta bấm chọn ở đây tất cả, và đó chúng ta bấm chữ intron áp dụng. Chúng ta chờ chúng nó đang chạy ha. Chúng ta chờ chúng nó chạy tới cái login thứ 8 rồi. Nên chúng ta có 18 cái login, chúng ta chờ một chút xíu nó đang chạy lại. Bộ tọa hiện nay, cái giao diện bộ tọa hiện nay là được rất là nhiều người họ sử dụng các bạn để làm web bán hàng, thì nó rất là chuẩn về góc độ về web bán hàng, thì các bạn có thể sử dụng cái này để làm nhiều cái dạng web bán hàng khác nhau. Ở đây thì nó có một cái số mẫu nó làm sẵn cho chúng ta luôn, nếu mà chúng ta không ngồi thiết kế thì chúng ta có thể là lấy những cái dữ liệu mẫu của nó luôn cũng được. Ví dụ như đây nó có thiết kế một số cái mẫu giao diện này các bạn. Đấy là một số mẫu giao diện sẵn có sẵn đây. Chúng ta có thể thừa hưởng những cái giao diện này luôn cũng được. Ví dụ như các bạn muốn cái giao diện này, các bạn có thể là chỉnh theo cái giao diện này luôn cũng được. Thì tôi sẽ hướng dẫn như các bạn làm một cái giao diện mẫu này dựa trên đây luôn. Hoặc các bạn tùy ý thiết kế của theo ý của mình luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ làm thử một cái giao diện này luôn. Mình sẽ chỉnh sửa từ cái giao diện Home Version 4 nè. Chúng
Chút nữa chúng ta sẽ import cái dữ liệu từ giao diện này vào. Rồi, thông tin đã cài đặt xong. Sau đó chúng ta bấm return rồi trở lại. Rồi, sau khi chúng ta cài đặt xong, chúng ta phải update nó lên. Tức là chữ nghĩa chúng ta, cái kích hoạt chúng ta lên, chúng ta bấm chữ update. Sau đó chúng ta bấm chữ áp dụng. Rồi, sau khi bấm xong, chúng ta bấm F5 lại, chúng ta sẽ thấy những cái login nó đều được kích hoạt. Đây, nó sẽ hỏi chúng ta, bạn có muốn bắt đầu cài đặt cái WooShow tiếng Việt hay không? WooCommerce này là cái gì? Là cái login bán hàng. Nó giúp chúng ta website chúng ta làm bán hàng đẹp hơn. Thì đây là cái login tính năng về bán hàng nha các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ cài đặt luôn những cái thông tin là chuyển về tiếng Việt. Nó có hỏi bạn muốn chuyển về tiếng Việt hay không? Chúng ta sẽ bấm Enter chấp xanh luôn. Rồi các bạn bắt đầu luôn. Các bạn làm theo hướng dẫn tiếp tục. Các bạn lưu ý nha, đây đối với web bán hàng thì chúng ta mới cài cái login này nha. Nếu như web chúng ta không phải bán hàng là chúng ta không cần cài nha các bạn. Chọn đồng tiền. Tiếp tục. À, nó không tiếp tục luôn. Rồi, bắt đầu nó hỏi chúng ta tạo cái sản phẩm đầu tiên thì chúng ta bấm vào tạo sản phẩm đầu tiên. Ok. Đây, lúc nãy chúng ta khi chúng ta chưa cài login thì nó rất ít, bây giờ chúng ta cài login vô nó có như blog hay là member hay portfolio hay là mail hay là login về bán hàng, sản phẩm. Rồi rất là nhiều cái login khác ha, khi chúng ta chưa cài thì nó không có, khi chúng ta cài vào nó sẽ có đầy đủ. Rồi, trường hợp thì các bạn muốn là import cái một cái dữ liệu web nào vào luôn á thì chúng ta có thể tự import vào luôn bằng cách chúng ta ví dụ như ở đây mình xin 4 đi ha. Không, mình xin 4 chúng ta có thể là import cái dữ liệu này luôn. Không, mình xin 4. Hoặc dẫn đây nè, không mình xin 4 nè. Rồi, bây giờ chúng ta import cái dữ liệu này vào web chúng ta luôn, hoặc là chúng ta thử thiết kế. Bây giờ tôi sẽ giúp các bạn import dữ liệu vào luôn bằng cách chúng ta vào cái đem option, chúng ta vào giao diện, chúng ta vào đem option. Rồi, ở đây nó có chữ import demo rồi các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn có thể import dummy content nè, các bạn thể import vào.
chúng ta bấm vào select demo ha. Chúng ta chọn cái giao diện chúng ta cần làm, chúng ta có thể chọn sẵn luôn để nó sẽ tự thiết kế cho chúng ta luôn. Còn nếu mà chúng ta muốn làm thì chúng ta có thể tự thiết kế theo ý của mình cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sang cái giao diện này nó phù hợp với sản phẩm chúng ta, chúng ta có thể làm. Tôi ví dụ một cái Home Vision 4 lúc nãy đó rồi. Đây, ví dụ lúc nãy chúng ta chọn e-commerce này là cái dạng web bán hàng đây. Rồi chúng ta chọn thằng này đây ha. Chúng ta sẽ bấm vào. Nó sẽ hỏi chúng ta bạn nếu muốn comment, muốn import hay không, nếu muốn thì ok luôn. À. Sau đó chúng ta bấm save trang lại, lưu lại. Rồi. Tiếp tục chúng ta vào chủ trang lại. Vào đây chữ trang chúng ta sẽ thấy cái trang chủ nó đã được thiết kế. Chưa có import dữ liệu vào được. Chúng ta trở lại. Đây là lúc nãy là chúng ta chọn giao diện thôi. Sau khi chọn giao diện xong lúc nãy thì bây giờ chúng ta sẽ import cái dữ liệu là import dummy content và import tất cả các dữ liệu vào. Import lâu quá các bạn. Thôi bây giờ nếu như trường hợp import lâu quá chúng ta có thể tự thiết kế chúng ta. Ví dụ đây là up lên cái giao diện nó nhìn thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tự thiết kế lại theo yêu cầu chúng ta, cái dạng giống như cái thằng này luôn, giống giống như kiểu này luôn. Rồi giờ mình sẽ lưu cái background, cái slide của nó lại đi để chúng ta đưa vào cho nó nhanh. Tôi bấm chuột phải thì chúng ta save file lại nha các bạn. Rồi. Bây giờ chúng ta không cần làm này nữa. Bây giờ chúng ta vào chúng ta tự thiết kế luôn. À, để thiết kế thì chúng ta vào chủ trang ha. Ta vào chủ trang. Thêm trang mới. Rồi. Chúng ta đặt nó là trang home, như vậy đó là trang chủ của chúng ta. Chúng ta đặt. Tiếp theo chúng ta lưu ý nó có cái phần bên trên backend editor nè, chúng ta click vào đây thì nó sẽ cho chúng ta thiết kế theo giao diện theo tùy muốn của chúng ta. Dường như đầu tiên là chúng ta làm cái menu trước, chúng ta làm menu trước thì để menu thì chúng ta phải up sản phẩm lên thì có mấy có dữ liệu chúng ta làm. Bây giờ để đầu tiên nha, chúng ta thiết kế là chúng ta phải làm cái menu trước các bạn. Còn nếu các bạn vào đây thì nó sẽ không có dữ liệu cho các bạn để lấy. Thì đầu tiên chúng ta up cái sản phẩm lên trước đã. Vô đây là sản phẩm nha, chúng ta sẽ up sản phẩm và danh mục sản phẩm. Chúng ta tạo cái danh mục sản phẩm trước. Đây chúng ta up lên nó có, như nó có dữ liệu sẵn nè. Thì chúng ta xóa hết cái này, chúng ta làm lại, xóa hết. Rồi. Ví dụ như là thời trang nữ đi. Rồi. Chúng ta thêm vào danh mục mới. Rồi. Thời trang nam đi.
phụ kiện chẳng hạn, kiện rồi. Vì chúng ta trong thời gian nam nhân nữ chúng ta muốn thêm ví dụ như áo đầm đi, áo đầm nó là con, nó muốn là con của thời gian nữ thì chúng ta đưa vào con thời gian nữ, còn không thì thôi á. Trong ví dụ một cha này, chúng ta muốn là một cha nó là chứa cái thư mục nào, con của thư mục nào, còn không chúng ta để mặc định là áo đầm. Ví dụ tôi để ở đây chọn thời gian nữ đi, thêm rồi xong. Đây các bạn thấy áo đầm con không? Rồi bây giờ chúng ta đi xây dựng menu chưa, chúng ta up sản phẩm lên chứ, lỗi các bạn, chúng ta up sản phẩm lên. Sản phẩm chúng ta up vào sản phẩm, và cách nào chúng ta thêm sản phẩm vào. Như tôi đặt là sản phẩm 1. Rồi đây là nội dung sản phẩm nha các bạn. Nội dung sản phẩm. Đây chúng ta là ví dụ như sản phẩm tôi là áo đầm, tôi sẽ đặt chết vào một áo đầm. Và chúng ta thiết lập cái ảnh đại diện. Ảnh đại diện. À, xin lỗi các bạn, tới cái bước này á thì tôi xin tắt cái bước này. Các bạn hỏi tôi sẽ là bây giờ ảnh bao nhiêu thì nó đẹp. Thực sự với các bạn, ảnh bao nhiêu nó đẹp thì các bạn vào đây các bạn thiết kế. Tức nghĩa các bạn có thể chỉnh theo kích cỡ tùy theo sản phẩm chúng ta. Chúng ta vào full mệt, chúng ta vào cài đặt. Tôi thoát ra cái phần này nha. Chúng ta vào phần cài đặt. Lúc đó chúng ta chọn sản phẩm. Rồi chúng ta chọn cái phần hiển thị. Ở đây tùy chúng ta chọn kích cỡ sản phẩm sao cho đẹp thì tùy mọi người. Thì có sản phẩm chúng ta chọn theo hình vuông, có sản phẩm chúng ta thì chọn hình chữ nhật. Thì ở đây do cái sản phẩm của tôi là cái sản phẩm về thời trang thì tôi cần hình chữ nhật nó đẹp hơn hình vuông. Thì một số các bạn làm về thương mại, cái sản phẩm về công nghệ hay là cái gì đó, chúng ta có thể chọn tùy theo sở thích mọi người. Chúng ta thể chọn kích cỡ ở đây. Đây là kích cỡ catalog, là cái phần nhỏ. Còn đây là kích cỡ đơn lẻ, tức nghĩa là một hình lớn luôn là bao nhiêu. Ví dụ đây là hình catalog nè. Còn hình lớn luôn khi click vào, các bạn thấy hình nó sẽ to ra. Đây, khi click vào cái hình nó to nè. Tùy các bạn kích cỡ bao nhiêu thì tùy mỗi người nha. Nhưng mà nếu mà các bạn làm thời trang thì tôi khuyên các bạn là kích cỡ lớn lớn nó đẹp. Thì ở đây kích cỡ ảnh của tôi chỉnh sẵn là 555 nhân cho 741. À, còn các bạn chỉnh bao nhiêu thì tùy mỗi người. Cái này thì do mỗi người chỉnh thôi. Rồi sau đó chúng ta lưu lại thay đổi lại. Rồi tiếp tục chúng ta, tôi sẽ quay về vấn đề, tôi sẽ đăng sản phẩm lên. Đây sản phẩm 1 của tôi lúc nãy tôi cũng chỉnh sửa. Lưu ý chúng ta đặt tên cho sản phẩm luôn nha các bạn. Đây là tiêu đề, chúng ta copy đường link này từ chỗ văn bản như thế, chúng ta copy chúng ta dán vào luôn. Rồi đây, và đây là cái tắt phần tan, ta sẽ bỏ vào phần này luôn. Đây là cái giá của nó, giá chuẩn. Tôi nhớ cái product option nè, chúng ta có thể bỏ phần này đi. Bỏ đi, giá chuẩn là bao nhiêu, ví dụ tôi đặt 200.000. Còn giá khuyến mãi là bao nhiêu, các bạn ở đây đặt đây 100.000 ví dụ. Còn nếu các bạn không có giá khuyến mãi thì thôi nha các bạn. Rồi tiếp tục, đây là mô tả ngắn. Mô tả ngắn về sản phẩm. Rồi rồi chúng ta sẽ đăng bài lên, rồi chúng ta sẽ đăng sản phẩm lên. Rồi tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thêm sản phẩm mới nữa.
Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ up thử 8 sản phẩm để chúng ta có dữ liệu để chúng ta làm. Còn nếu mà chúng ta up sản phẩm chúng ta không thấy được cái web chúng ta như thế nào cả. Tôi sẽ up luôn 6 sản phẩm ha. À, tôi chat ở đây thời trang nam bạn cho tí xíu nữa có dữ liệu chúng ta làm nha các bạn.
Rồi. Sau khi chúng ta up lên, bây giờ chúng ta tiếp tục là chúng ta đi, có thể là chúng ta xây dựng trang chủ. Trước khi xây dựng trang chủ xong, trước khi xây dựng trang chủ chúng ta xây dựng cái menu trước cái đã các bạn. Ta xây dựng menu bằng cách chúng ta vào giao diện, chúng ta vào menu. Rồi. Chúng ta vào phần menu chính lúc nãy chúng ta làm. Do từ giờ tôi chọn em bọt dữ liệu vào demo đó các bạn, cho nên nó tự động nó xuất hiện chúng ta rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ chọn menu chính ha. Đây một số cái trang chủ nó có sẵn này các bạn, nó đang em bọt dữ liệu sẵn vào chúng ta. Thì lúc nãy tôi chọn một cái trang chủ của tôi đâu rồi không? Trang home. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm menu nha các bạn. Đây, chúng ta add vào menu để trang home. Rồi. Tiếp tục chúng ta chọn vô cái danh mục sản phẩm chúng ta. Ở đây nó có cái danh mục sản phẩm này. Chúng ta chọn là phụ kiện áo đầm. Thời trang nam thì trang nữ áo đầm phụ kiện. Rồi chúng ta thêm vào menu. Chúng ta có thể kéo thả nha. Chúng ta kéo vào đây là con của thằng này. Chúng ta để ở đây là nó bằng nhau. Chúng ta kéo vào đây là con ha. Chúng ta kéo vào đây là con nữa. Còn nếu không chúng ta để như vậy. Tùy mình thôi kéo thả hoặc kéo lên kéo xuống. Tùy mình có thể di chuyển thoải mái phần này. Và chúng ta nhớ là menu chính là chúng ta menu main. Chúng ta check vào menu main nha các bạn. Rồi tiếp tục chúng ta lưu trình đơn lại. Rồi chúng ta ra ngoài chúng ta sẽ thấy cái menu chúng ta đây. Thấy chưa các bạn? Đây menu chúng ta đây. Trên đây nó xuất hiện gì nhiều quá do là chúng ta đang in bọc dữ liệu và thì chúng ta sẽ xóa cái phần bên trên đi. Đó là menu gì? Menu top. Đây top menu này các bạn. Và đây chúng ta chọn cái top menu, chúng ta sẽ xóa nó đi. Thì khi lúc nãy chúng ta in bọc nó bị trùng dữ liệu quá nhiều đó. Bây giờ chúng ta sẽ xóa sạch đi top menu, chúng ta không sử dụng top menu. Hoặc là chúng ta lấy top menu đây, chúng ta lấy about F thôi. Ta bỏ bớt này nó trùng lặp. Rồi sau đó các bạn lưu lại ha, đó là cái top menu các bạn lưu lại. Top menu trên đây rất nhiều, chúng ta phải đặt ngắn gọn theo ý thích chúng ta hoặc chúng ta bỏ luôn tiền cũng được, cách nào cũng được nha các bạn. Đây chúng ta tôi bỏ lại đây, tài khoản của tôi danh sách thích của chúng tôi. Và đây là cái đồng tiền thì chúng ta có thể bỏ nó đi cũng được. Bằng cách chúng ta vào cái currency switch nè, chúng ta chọn và chúng ta chấp bỏ nó đi thì nó tự được mất. Bây giờ các bạn check bỏ nó tự động mất ngay. Rồi, các bạn muốn bỏ hẳn luôn á thì các bạn phải xóa nó hết luôn. Sẽ bỏ sang luôn ạ.
cái này chắc là nó mặc định bên trong nó sai rồi, chút nữa chúng ta phải vào chúng ta chỉnh sau. Đây là nó nằm đây các bạn, switch ha. Chúng ta bỏ nó luôn rồi mình xóa cái này luôn đi. Rồi nó mất đây các bạn. Rồi các bạn thấy rằng nó mất rồi ha. Bây giờ chúng ta đã có cái danh mục rồi. Bây giờ tiếp tục, sau khi chúng ta xây dựng danh mục xong, chúng ta sẽ xây dựng cái nội dung bên dưới ha. Rồi để xây dựng nội dung bên dưới á, thì trước tiên chúng ta vào cái phần chúng ta đưa cái slide lên trước cái đã, cho nó có cái slide cho đẹp đẹp cái đã. Thì vào slide chúng ta có thể chọn master slide đây. Chúng ta chọn ảnh. Chúng ta có thể import dữ liệu vào cũng được. Tại Win lúc nãy chúng ta chọn Win xanh 4 đúng không? Không, Win xanh 4 đây. Rồi nó đã có rồi, thì chúng ta vào thiết kế trang đi. Chúng ta vào phần trang. Ồ, ở đây nó trùng quá. Do lúc nãy chúng ta làm nó trùng á. Bạn thấy nè. Chúng ta bấm vào view muốn xem cái trang chủ lúc nãy, cho chúng ta import cái dữ liệu vô các bạn. Hay nó có sẵn cái dữ liệu hết cho chúng ta nè. Lúc nãy chúng ta import cái dữ liệu vô. Thì chúng ta muốn chọn này luôn sẵn luôn cũng được, hoặc là chúng ta tự thiết kế ra cũng làm được. Đây cái home version 4 chúng ta có sẵn này. Giờ lúc nãy chúng ta bấm hai lần ha. Nó trùng chúng ta quá trời luôn. Bây giờ chúng ta lấy dữ liệu của nó có sẵn nha các bạn, cho nó nhanh hơn tí xíu. Đây là cái version 4 đây, cái home version 4 nè. Chúng ta sẽ xóa hết mấy kia hoặc chúng ta để luôn cũng được. Chúng ta có thể xóa đi hoặc chúng ta để cũng được. Bây giờ bạn nhớ đây là home version 4. Bây giờ chúng tôi muốn làm sao cái này nó ra được ngoài trang chủ, thì chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta vào phần cài đặt ha. Chúng ta vào phần đọc. Ở đây có rất nhiều thiết kế do chúng ta import lúc nãy đó. Đây chúng ta tự thiết kế hoặc chúng ta có thể lấy những cái dữ liệu mà người ta làm sẵn lúc nãy rồi. Bây giờ import demo đây. Chúng ta vào. Đây lúc này chúng ta lít vào trang chủ đây. Chúng ta thấy. Đây. Đây dữ liệu trang chủ của chúng ta. Bây giờ chúng đưa vào slide vào như thế nào? Chúng ta chỉnh sửa trang để chúng ta đưa slide vào.
Rồi chúng ta muốn đưa slide vào, chúng ta chọn cái master slide này. Ta chọn đây. Bên chúng ta chọn master slide nha. Nhớ nha, chọn master slide sau đó chúng ta lưu lại là nó sẽ cho có chúng ta đầy đủ nha. Lưu lại. Các bạn thấy không, mình có ngay slide đây. Đó, phụ kiện nam nữ có ngay slide của mình đây. Ở đây là những cái thông tin mình bên dưới. Rồi. Bây giờ ví dụ như chúng ta có cái này, chúng ta sẽ sửa lại thành tiếng Việt, chúng ta sửa như thế nào, cách thức chúng ta làm sao. Và lưu ý đây là chúng ta dùng tính năng, ví dụ như chúng ta muốn thêm tính năng và như nào đó, chúng ta bấm cộng đây nè, chúng ta vào tính năng nè, nó có rất nhiều tính năng nha các bạn, rất nhiều tính năng đây. Thì ở đây thì mọi người có thể tìm hiểu thêm, bởi vì rất là nhiều tính năng mình không nào nói hết được. Ở đây mình dựa vào đây mình sẽ nói luôn, ví dụ như đây bây giờ chúng ta muốn làm được cái này thì chúng ta vào đâu. Ở đây nó có sẵn, chúng ta sẵn đây vào info box. Ví dụ chúng ta muốn chia ra ba cột, chúng ta làm sao? Bây giờ chúng ta thêm một cột nữa, ví dụ chúng ta muốn cái cộng ra thêm biểu row. Bây giờ chúng ta sẽ chia nó ra thành ba cột, chúng ta chia như thế nào? Ví dụ ở đây chúng ta chia nó này, ở đây nó có bao nhiêu cột này, chúng ta sẽ chia cột nó ra tùy mình. Ví dụ hai cột, ba cột nó là giống như bên dưới đây, thấy chưa các bạn? Đây nè, đây y chang như các bạn. Rồi. Thì chúng ta chia, muốn chia mấy cột đó tùy, chúng ta có thể chia ra, chúng ta bấm cộng row chúng ta chia ra luôn. Rồi. Bây giờ tiếp theo là bây giờ ví dụ như đây chúng ta muốn làm thì chúng ta vào cái info box này, chúng ta vào info box, chúng ta xem đây là những cái biểu tượng, chúng ta chọn biểu tượng nào phù hợp. Đây là kích cỡ cái size, chúng ta có thể chọn màu sắc và chúng ta chọn symbol thôi. Và đây là cái tiêu đề, đây là cái nội dung đây, thấy chưa các bạn? Thấy nha, đây đó. Các bạn để thay đổi này bất cứ lúc nào chúng ta cần. Như chúng ta thay đổi thì cái này free ship, giao miễn phí, giao hàng miễn phí. Rồi. Tôi sẽ bấm review cho các bạn xem. Đây các bạn nha, giao hàng miễn phí. Đây. Còn hình này các bạn muốn sửa thì các bạn làm ở đâu? Đây, từng hình đây các bạn. Người ta làm ở đây nè. Có 4 hình nè, các bạn có thể vào thay đổi hình lại. Đây các bạn có thể up hình lên. Cách cộng hình, thay đổi hình lên. Rồi style thì các bạn chọn style 4 gì đó, tùy mình ha các bạn. Rồi ở đây nè, hình đây là có 4 hình. Chúng ta nhớ ở đây nè, trước khi chúng ta import dữ liệu, chúng ta xem cái tính năng cái hình này là dùng ở đâu. Ví dụ như Interactive Banner nè, chúng ta xem nè, ở đây nó có tính năng đó luôn nè các bạn, để các bạn làm cho nó dễ. Đây nè, các bạn thấy chưa nè. Hiển thị tính năng với thì hình ảnh với thông tin bên trong mà tùy mình ha. Rồi tiếp theo thì đây là cái thông tin về sản phẩm, có nghĩa là những sản phẩm nổi bật và những sản phẩm đang bán chạy nhất. Đây cách thức chúng ta làm cái danh mục sản phẩm như sau. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ cộng thêm một sản phẩm nào đó tùy thích chúng ta. Đây tính năng đây, bottle sale, bottle future là những cái tính năng là sản phẩm nổi bật. Ví dụ chúng ta muốn sản phẩm nổi bật thì chúng ta vào một sản phẩm, chúng ta check vào nó sao bên phải á, thì chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu lên. Nghe, chúng ta sẽ lấy cái dữ liệu product này lên. Và đây là product recent là những sản phẩm gần đây. Ví dụ tôi không thích về sản phẩm về sale gì, tôi sẽ lấy sản phẩm gần đây cũng được, tùy theo mỗi người nha, tùy theo sở thích của mọi người. Ví dụ tôi bấm vào đây tôi chỉnh sửa lại tôi xem nè. Thấy không? Đây là sản phẩm nè, dù sản phẩm mới nè, sản phẩm hot. Rồi các bạn chỉnh chế độ slide hay gif đó chạy bao nhiêu, và nó có mấy cột. Chúng ta không thích 5 cột, chúng ta phải chọn 4 cột. Rồi chúng ta lưu lại. Đây, các bạn xem. Tôi review lên các bạn xem.
sẽ không hết đấy, chúng ta muốn thay cái gì đây, chúng ta thích thì tôi phải chọn là 4 cột. Rồi. Ở đây thì nó có 6 cột tiền mọi người nha mọi người. Ở đây thì sản phẩm đặc biệt. Rồi tiếp tục. Tiếp tục đây là ba box bên dưới đây nè, chúng ta làm ở đâu? Chúng ta dùng tính năng kêu info box luôn. Đã. Cái kia hôm nãy người ta không cần border, cái này nó do thiết kế riêng này, các bạn bấm vào design nè, rồi các bạn chọn nó bỏ cái phần đó đi. Select nè, tùy theo nó có cái dòng tròn border này không, có dòng tròn border này không, tùy theo chúng ta mong muốn. À, chúng ta cứ coi xong phần thiết kế này sao, những cái thông số chỉnh sao chúng ta chỉnh giống như vậy nè, sẽ ra giống theo những cái chúng ta cần. Rồi tiếp theo là cái phần bên dưới đây, slide này. Slide này thì rất là nhiều, chúng ta có thể chỉnh cái, chúng ta chỉnh tính năng, ví dụ chúng thêm tính năng nè, chúng thêm tính năng dạng slide rồi. Đây thì có rất nhiều tính năng, các bạn có thể thêm thêm tính năng phù hợp, các bạn lựa cho giống tính năng này các bạn thêm vào nha, thêm tính năng theo dựa theo những cái hình ảnh biểu tượng này các bạn chọn nó phù hợp. Rồi đây Advanced Cloud này, sau khi các bạn chọn xong thì các bạn chọn cái chữ bên dưới, nó sẽ tự động nó chạy chạy theo ý muốn ta, cách mong hiện. Chúng ta chọn nhiều cái thứ nó sẽ chạy theo ý muốn chúng ta. Rồi các bạn muốn chọn cái hình background, các bạn chọn ở đâu? Các bạn vào phần ở đây, cấu trì các bạn bấm vào đây. Các bạn thấy không? Đây cái hình background. Đấy. Các bạn chọn chế độ background xong các bạn thiết lập thông số giống như đây là được. Và nó sẽ có cho chúng ta cái hình này. Còn đây những cái thương hiệu chúng ta có thể chọn ở đây. Chúng ta xem đây, nó chọn cũng cái dạng đó luôn cho nó chạy chạy slide chạy qua chạy qua chạy qua. Rồi chúng ta cũng chọn single hình ảnh tự động thì chạy theo cái chúng ta mong muốn nha. Đó, tự động nó chạy cho chúng ta đây. Chúng ta thử thiết lập thông số cho nó chạy bao nhiêu, trong vòng bao nhiêu phút hay là bao nhiêu giây nó chạy đó. Đây nè. Thấy chưa? Đây. 30 giây, 300 giây hay 100 giây gì đó tùy mình, nó sẽ chạy theo cái mong muốn của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta thêm những hình ảnh, thêm hình ảnh luôn. Nó muốn chạy những logo là chúng ta thêm hình ảnh vô, logo may nè. Bạn có thể thêm hình ảnh vô là được. Đây vô hình ảnh nè. Các bạn thêm hình ảnh vô. Các bạn nhớ nha, các bạn chỉnh cái kích cỡ nó vừa đủ, nó sẽ lên đây nó sẽ đẹp ha các bạn. Rồi. Tiếp tục nữa là tính năng gom lock, tức nghĩa là lock là gì? Là cái lúc nãy chúng ta viết từ cái bài viết lúc đó, cái bài học không cho. Hôm trước chúng ta giới thiệu là cái phần viết bài đó,
chúng ta viết cái bài mới vào. Khi chúng ta viết bài mới thôi, chúng ta sẽ chọn carry, chúng ta sẽ lấy cái danh mục. Đây nó sẽ show tất cả những cái bài viết từ blog chúng ta vào. Còn đây là video thì chúng ta cứ phải thêm vào, chúng ta chọn cái video vào là được. Rồi sau đó chúng ta bấm update lại hết là tất cả chúng ta đã làm xong. Rồi tiếp tục thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bây giờ muốn đổi màu sắc trên đây thì chúng ta đổi như thế nào. Ví dụ như đây màu xanh, bây giờ tôi muốn đổi thành một cái màu khác thì tôi phải làm như thế nào. Và bên dưới của tôi cũng vậy, tôi muốn đổi màu tôi phải làm như thế nào. Thì rất đơn giản nha, các bạn cứ vào là cái giao diện. Các bạn vào phần giao diện, các bạn vào phần demo xanh. Đây các bạn vào skin. Rồi lưu ý các bạn đổi phần nào thì chúng ta vào phần đó. Ví dụ chúng ta đổi phần hit thì chúng ta vào phần hit, chúng ta chỉnh màu. Đây bắt rau màu. Chúng ta còn chúng ta muốn đổi vào menu thì chúng ta vào menu. Tùy mình muốn đổi đâu thì mình vào ở đó nha các bạn. Chúng ta muốn đổi footer thì chúng ta vào phần footer. Ví dụ footer màu đen thì tôi muốn thành cái màu khác, thì tôi muốn thành màu đỏ thì chẳng hạn, thì tôi bấm thay đổi nè. Tùy thì chúng ta muốn đổi cái gì, thích cái gì chúng ta đổi chỗ đó. Chúng ta nhớ đổi màu sắc thì chúng ta vào skin. Demo xanh vào skin này chúng ta sẽ đổi nha. Đổi khúc nào chúng ta vào đó chúng ta đổi. Các bạn muốn đổi gì chúng ta vào đó đổi nha. Rồi ngoài ra thì chúng ta muốn đổi thêm gì nữa thì tùy chúng ta. Ở đây nó bị lỗi đường link do là cái URL chúng ta chưa tối ưu hóa. À, ở đây thì các bạn muốn có thể đổi bất cứ cái gì chúng ta vào, chúng ta muốn thay đổi phần nào thì chúng ta vào phần đó. Chúng ta lưu ý ở đây nó chia rất rõ, ví dụ như phần header nằm bên trên nó có những thông tin nè, chúng ta có thể thay đổi nè. Rồi phần mini card nè, rồi style nó thiết kế như thế nào, cái phần win header thiết kế như thế nào chúng ta chọn đây. Còn đây phần menu, chúng ta muốn menu màu sắc như thế nào hay bố trí như thế nào chúng ta vào phần menu này. Rồi tiếp theo nữa phần footer thì chúng ta muốn footer nó có như thế nào đó chúng ta có thể đặt theo ý thích của mình. Rồi phần bay cách post như thế nào, rồi WooCommerce một sản phẩm có bao nhiêu, layout như thế nào, đang thiết kế sẵn cho chúng ta hết rồi. Chúng ta có thể vào đây chúng ta chọn thôi, chúng ta chọn theo ý thích của mình là được. Rồi ở đây thì tiếp theo thì tôi sẽ bài tiếp theo chúng tôi sẽ bây giờ tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn là tối ưu hóa đường link để hỗ trợ cho góc độ chuẩn SEO luôn. Thì chúng ta vào đâu? Chúng ta vào phần cài đặt, chúng ta vào phần đường dẫn tỉnh. Rồi chúng ta chọn tùy biến, nó bỏ hết phần này đi, chúng ta chỉ lấy post name là cái bài viết chúng ta. Còn danh mục đây chúng ta chỉ chọn danh mục từ hóa. Ở đây sản phẩm chúng ta có thể chọn về cái shop sản phẩm. Rồi. Sau đó chúng ta lưu lại. Đây chúng ta thấy mà nó có chữ sản phẩm nè. Đó tùy thứ chúng ta thì lúc này góc độ SEO nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Rồi các bạn giao diện không ạ? Nè.
Đây, tới bước này chúng ta đã hoàn thành về cái website của chúng ta. Thì chỉ việc là sở thích của mỗi người như thế nào thì mọi người vào chỉnh theo yêu cầu của mình là được. Chúng ta có thể tạo rất là nhiều cái giao diện khác nhau tùy thích theo mình. Mình phải chọn giao diện nào đó nó phù hợp với mình. Thì lưu ý nha, đối với web bán hàng nha, còn đối với web mà giới thiệu công ty thì nó sẽ khác đi. Cái phần này nó khác ở chỗ là phần đơn hàng này. Thì ở đây phần đơn hàng nó có thể cho chúng ta theo dõi về phần đơn hàng luôn. Theo dõi đơn hàng rất nhiều. Ở đây có ai đặt hàng đây, nó sẽ cho chúng ta phép theo dõi luôn. Thì khóa học thiết kế web đến đây tôi sẽ ngưng tại đây. Tuy nhiên thì tại do cái giao diện này rất là nhiều tính năng, các bạn có thể tìm hiểu cái file hướng dẫn của nó thêm. Hoặc nếu như các bạn là trong quá trình các bạn làm, các bạn có gì chưa rõ, các bạn có thể hỏi chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp. Vì cái web này rất nhiều. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ lấy cái file hướng dẫn, trong mỗi một cái giao diện web nó có một cái file hướng dẫn các bạn. Các bạn có thể là xem cái file hướng dẫn đó để các bạn đây, nó có cái file hướng dẫn á, các bạn có thể xem nó cái cách để người ta làm như thế nào, nó hướng dẫn cho các bạn làm từng phần hết. Ở đây thì tôi hướng dẫn cho các bạn góc độ cơ bản đây, hướng dẫn cho các bạn cách xây dựng một cái website như thế nào, xây dựng đem layout đây, nó chỉ cho các bạn xây dựng như thế nào. Rồi đem option thì có những tính năng gì nó giới thiệu cho các bạn hết. Menu thì chúng ta phải làm ở đâu như thế nào, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn đầy đủ hết. Thì các bạn nào có nhu cầu lấy cái file hướng dẫn này, vui lòng liên hệ với tôi ha. Rồi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn thành công.